Megan khoe sắc trong bộ ảnh mới. Megan thực hiện bộ ảnh mới cho tạp chí Variety khi được vinh danh ở hạng mục Power of Women năm 2022. Megan, nữ công tước xứ sắc xếp, là gương mặt trang bìa số này. Variety chọn Megan bởi cô là một trong những nhân vật được vinh danh trong hạng mục Power of Women năm 2022, nơi tôn vinh những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực giải trí và truyền thông của phụ nữ trong năm qua. Trong ảnh bìa Megan diện trong phục của Armani và trước vòng cổ Jennifer Fisher. Đồng thời, Variety cũng tung bộ ảnh chụp nữ công tước xứ sắc xét được thực hiện vào hồi cuối tháng 8 trước khi cô có chuyến công tác London vào đầu tháng 9. Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ramona Rosales tại khu nghỉ dưỡng San Giro Ranch ở Montecito, California gần nhà của vợ chồng Megan và Harry. Trong ảnh, Meghan diện chiếc đầm dáng dài màu lăng tím của Jason Gu, đi giày Giuseppe Zanotti và đeo dẫn Kerry. Variety nói Meghan được mô tả với các đặc điểm như bất cần, tính toán, cường quyết, dễ gần, thậm chí có phần sống công nương Diana, nhưng thực tế cô là bà mẹ mọt sách, say sưa khi nói về các con của mình. Meghan thanh lịch trong trang phục của Gavin, Điểm nhấn là đôi hoa tai Mondo Mondo và mái tóc búi sang trọng. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, nữ công tước xứ sắc xếp nói về nỗi đau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời, kế hoạch sản xuất podcast Archetype của cô và việc học hành chăm sóc các con. Megan biến hóa phong cách với châm rút của Max Mara, vòng tay to bản của Jennifer Fisher và nhẫn của Curry. Bức ảnh được chụp trong nắng chiều tháng 8 thơ mộng, phía sau là không gian tràn ngập cây xanh. Trong một bức ảnh khác, Megan diễn đầm Carolina Herrera xanh lá đứng giữa vườn trong ánh hoàng hôn. Variety cho biết buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi khi Megan nhanh chóng làm quen với ekip. Khi được hỏi điều cô muốn nhất trong cuộc sống là gì, Megan nói, niềm vui, đó là thứ mà chúng ta có thể hướng tới cho bản thân, bạn bè, con cái, những người xung quanh.